Ngày 27 tháng 1 năm 2022, bà Võ Thị Phương Thảo, bí thư đảng ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân phường Vĩnh Quân, dẫn đầu đoàn đến thăm hỏi tặng quà cho thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2022 có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường. Tại các gia đình đến thăm, lãnh đạo phường đã ân cần thăm hỏi động viên thanh niên và gia đình an tâm tư tưởng, giữ gìn sức khỏe tốt, sẵn sàng chờ ngày lên đường nhập ngũ, nỗ lực phấn đấu rèn luyện học tập tốt trong môi trường quân đội, phát huy bản lĩnh tinh thần xung kích tình nguyện của tuổi trẻ phường, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Nhân dịp này, bà Võ Thị Phương Thảo, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Vĩnh Quân đã trao tặng 10 phần quà cho thanh niên trúng tuyển, chúc các thanh niên cùng gia đình đón năm mới bình an hạnh phúc.